Cái gì mà sắn dữ vậy mẹ? Anh ơi, hồi nãy em đi ngang chỗ kia khúc vắng á, có cái thằng đó nó khờ khờ, nó cưỡng bức em á. Rồi sao mà biết nó khờ? Tại vì em chỉ á, nó mới biết làm. Anh sao vậy? Anh không phải. Cái gì vậy bà cố? Sao ngày nào ông cũng nhậu hết trơn vậy? Ông không nghĩ tới vợ con ở nhà? Tại người ta cứ rủ, biết làm sao. Sao bà đi cặp bồ với nó? Tại người ta cứ rủ, biết làm sao. Sao trời làm gió đẩy con thuyền sang bóng người ta. Nhưng ai, tao nói mày nghe này nè. Gì vậy bà? Nghe nói mày mới có gợi phải không? Đúng rồi. Tao dặn mày này nè. Thí dụ mà sau này đang đi chơi mà tự nhiên nó đau bụng nó rồi dẫn mày vô nhà nghỉ, mày đừng có vô nha. Ủa sao vậy bà? Thì mày nghe tao dặn đi. Xin ơi. Cái gì bà? Thằng gợi tao nói trong quần Rồi sao vậy? Hồi sáng mày nói với tao nó có đau bụng cũng đừng có dẫn nó vô nhà nghỉ. Rồi bây giờ nó ị ra quần luôn rồi. Ai út mà. Hải ơi. Gì bà? Mày rảnh đâu mà chạy lên tiệm mua giùm cho ba một gói thuốc hút coi. Dạ. Nói gì con? Ở đây phải tiệm thuốc không chị? Đúng rồi. Em bán cho con có thuốc hút. Đến chỗ khác. Tiệm thuốc tây mà mua thuốc hút. Bà nội cha mày ra. Nè, gì con? Sao ông nội bụng bự vậy mà? Đàn ông bụng bự là tại bia đó con. Còn đàn bà bụng bự? Tại khuya không mặc quần. Anh Hải ơi. Cái gì em? Anh Tư Điếc anh lên chơi á, anh ra đón anh vô đi. Rồi, anh ra liền. Anh mới lên chơi hả? Vậy anh mới lên chơi hả? Vô nhà chơi. Cái gì? Vô nhà chơi. Cái gì vậy? Bộ con chó mày nó buồn ngủ hả? Mà nó ngáp hoài vậy? Không có phải đâu. Con chó nó sủa. Tại anh Điếc á, anh không có nghe. Anh tưởng nó ngáp. Vô. Ôi ôi, nhìn thấy cưng ha. Chó nhà em nuôi mà. Cho anh hôn miếng nha. Ai út mà. Cha mày hung dữ tao. Bà coi thằng chồng bà quýnh tôi nè. Quýnh cái gì trời, thằng chồng khốn nạn nè. Trời ơi. Má thằng gì nó ác, nó quýnh người ta thấy ghê. Thằng cái này vợ chồng mày làm ăn gì được không? Dạ được ba. Gần con mày đâu? Tí ơi. Dạ. Nghe ông ngoại. Ông ngoại cho con nè. Ông ngoại cho tiền con thì con nói làm sao? Ủa nói làm sao mà? Lúc ba đưa tiền cho mẹ, mẹ nói làm sao thì con nói y chang vậy đó. Có bao nhiêu đây thôi hả? Con cầm tiền này về em lo cho vợ béo đi. Ai út mà. Gì con? Ba giải cho con bài này, bài này khó quá. Đâu để ba coi. Trong các loại cây mà ba em trồng, em thấy cây nào cho hiệu quả kinh tế cao nhất? Tụi con thí dụ coi. Dạ cây xanh. Ai út mà. Cái gì vậy anh? Tôi nghe trong cơ quan đang giữ 7 cá thể hổ trong á. Gì ở đây có giữ sư tử không anh? Sư tử đâu? Sư tử nè. Ai út. Chó của ai vậy anh? Anh có biết đâu. Anh ơi nó rung kìa. Em để giữa hai chân của em á cho nó ấm. Nhưng mà nó hôi lắm. Thì em bịt mũi nó lại. Tao nói con chó nó hôi, ông nghĩ cái gì vậy?